Những cổ phiếu nào mà thật sự Thái Ngô đang quan tâm và cũng có chia sẻ với tất cả mọi người ha. Ok, thì đây chính là cái danh sách những cái nhóm cổ phiếu, những nhóm ngành mà Thái Ngô hiện tại đang quan tâm nha. Và Thái Ngô sẽ đi tìm những cái điểm tham gia để cho những anh chị em trong group VIP thật sự là sẽ tham khảo và mọi người sẽ chọn ra những cái món ăn cho mọi người. Thì thật sự nhìn trên màn hình các bạn ha, có thể là thứ nhất là nhóm chứng khoán thì chúng ta không chối cãi rồi, đây là một cái nhóm mạnh. Tuy nhiên bản chất là nhóm mạnh nhưng mà nó không phải là đồng nghĩa với việc là mua bán vô tội vạ ha. Rồi thứ hai là vẫn có thể là vẫn một cái dấu hỏi là mình vẫn nghiêng về cái câu chuyện của nhóm banh, đầu tư công xây dựng là cái dấu mực đỏ này, thật sự là cái nhóm mà Thái Ngô cũng rất là quan tâm mọi người ạ. Mọi người có quan tâm không ha? Rồi bảo hiểm, dệt may, thịt heo, thủy sản, thì đây chính là một cái list những cái nhóm mà nó có gì ạ, có một cái sự hưởng lợi thôi. Thì đâu đó là hiện tại chúng ta đang, nếu mà nhìn nhận á, thì Thái Ngô sẽ chia ra bối cảnh vấn đề á, là có 2 đến 3 nhóm ở đây á, là cái câu chuyện của nội lực, tức là muốn thị trường đi á, là phải có những ông nào, ông banh, ông trứng, ông thép chẳng hạn ha. Đó là vấn đề thứ nhất, tức là giống như một cái kiềng mà mình, cái kiềng ba chân đó mọi người, ok ha. Cái thứ hai á, là cái câu chuyện về hưởng lợi, rồi câu chuyện của dòng tiền trong nước ha. Thì mình có thể là mình sẽ lấy cái câu chuyện của đầu tư công ra. Và cái vấn đề thứ ba, cái kiềng thứ ba là mình sẽ ăn liền với lại cái câu chuyện của giờ Trung Quốc, cái anh bạn mà sát gần mình khi mà ông mở cửa trở lại những hoạt động giao du, hoạt động giao thương, thương mại giữa hai quốc gia Việt Nam với Trung Quốc. Thì đó chính là cái góc nhìn của Thái. Và chúng ta dĩ nhiên nha các bạn nha, không phải đơn thuần là như vậy là chúng ta mới đầu tư thôi nha, không có nha. Phải thật sự là phải tìm điểm mua và coi nó có điểm mua hoặc là nó A, B, C, X, Z hay không nha. Rồi mình thăm dò, rồi mình để xem thử là nó thật sự có hiệu quả hay không. Ok. Và một cái cổ phiếu nữa mình sót cho này nha, là cổ phiếu nhóm cảng biển. Ok, rồi các bạn có thể thấy nè, ngày hôm nay các bạn là có 15 cái mã cổ phiếu mà nó nổ vol. Thì các bạn cùng nhìn rõ trên màn hình này nha. Thứ nhất là có câu chuyện của BSA, tức là câu chuyện của dòng chứng khoán nè. CTS cũng là dòng chứng khoán luôn đúng không ạ? À đúng rồi, chứng khoán ngân hàng công thương. Đó. Rồi gì ạ? Anh chàng đây VOS, VGI, tức là những cái nhóm cổ phiếu riêng lẻ thì mình không cần phải đề cập tới ha. Ok. VGI nè, rồi MSR ha. Cái này là của Masan, họ nhà Masan đó các bạn. Đó, thì ngày hôm nay là ông này nổ vol với khối lượng là 553.000 cổ ha. Thật ra thì bắt đầu mình thấy là những cái cổ phiếu này nó có hiện tượng là bật cái cây nền đầu tiên các bạn nha. Sau một giai đoạn ông này tạo nền giá, bắt đầu là mình đang ngửi mùi thị trường đang có hình thành phong cách đánh này ha. Ok. Thì đây chính là một trong những phong cách đánh rất là quen thuộc của Thái Ngô ha. Để xem là thị trường nó sẽ đi tới đâu. Tiếp theo mọi người nhìn trên màn hình ha, là câu chuyện của giờ có cổ phiếu của SJC. Rồi câu chuyện của SCR. SJC ngày hôm nay là câu chuyện đại diện cho nhóm nào mọi người ạ? Mọi người trả lời được không? Rồi hello, xin chào tất cả mọi người. Xin chào các bạn ở bên Nhật Bản, ở Hàn Quốc, ở Đài Loan, ở các cô chú ở Mỹ nha. Và tất cả mọi người khắp cả ba miền Việt Nam. Ok, như vậy là mọi người lại gặp Thái trên kênh YouTube này trong buổi chiều tối ngày hôm nay, để nhận định thị trường cho ngày mai, đó là ngày 15 tháng 12. Các bạn đừng quên là bấm nút đăng ký cái bụp nha, và hãy bấm quả chuông bên cạnh để khi Thái Ngô làm ra những video chất lượng cao như thế này, với những nỗ lực tâm huyết mà mình thật sự mình làm đến thời điểm hiện tại vẫn rất là khan, nhưng mà không hiểu sao khi mình làm việc mình rất là sung lực các bạn ạ. Thật sự nói thật sự với mọi người luôn là đến thời điểm mà mình vừa làm, mình đang làm video là mình mới vừa ăn trưa luôn á, tức là mình nó khá là bận và mình cho nên là mọi người khắp mọi nơi nhắn tin thì mọi người cũng thông cảm với mình nha, vì trong phiên giao dịch thì mình tập trung cái tư duy và mình suy nghĩ về thị trường ha. Bên cạnh đó là mình cũng chỉ hỗ trợ được những anh chị trong group VIP thôi ha, cho nên cũng khá là bận. Rồi mọi người đừng quên là nhớ nha, thật sự đây chính là những nội dung rất là hay và những cái nỗ lực tâm huyết của mình, cho nên những ai mà mới vào thị trường á, 1-2 năm mà chưa trải qua những cái trận giao dịch như thế này á, thì các bạn hãy đăng ký kênh của Thái liền ha. Ok, còn đối với cái việc mà mọi người nhớ nha, vào group thì lưu ý là mọi người nhắn tin xong thì Thái sẽ gọi phỏng vấn mọi người một tí xíu nha. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ vào vấn đề chính lại nè. Thì các bạn tiếp tục nè ha. SJC là đại diện cho cổ phiếu của khu công nghiệp, thì y như rằng là hôm nay là ông này ổng nổ vol và ổng giờ ổng đóng trần ha. Đóng trần, có cổ phiếu của SCR là đại diện cho cái gì mà bất động sản, nhưng mà bất động sản nhỏ lẻ và nó mang tính chất là cổ phiếu penny, cổ phiếu đầu cơ ha. Đó, rồi ông tiếp là ông giờ ông khu công nghiệp LCG là đầu tư công. Các bạn thấy không ạ? Như vậy là đâu đó là, rồi ông HVN là cổ phiếu của hàng không ha. Thì như vậy là qua cái bộ lọc này chúng ta sẽ biết được rất là nhiều cái cổ phiếu trên thị trường này. Và các bạn nhìn nè, ngày hôm nay á, thật sự mà nói các bạn,
cái hoạt động bắt đầu có một cái sự gì à? Các bạn hãy nhìn rõ trên màn hình nha, là ông nước ngoài ngày hôm nay ông rất là cổ quái ha. Tại vì cái hoạt động bán ròng của nước ngoài các bạn, nó không, cái hoạt động mua ròng nó không duy trì được, và nó bắt đầu nó bán ròng từ khung giờ là 13 giờ chiều á, tức là từ 13 giờ đầu phiên nha. Ông bán ròng nè mọi người. Bán ròng có thời điểm đỉnh điểm nó lên đến là 92 tỷ bán ròng nha. Bắt đầu là sau đó là khoảng khung giờ 14 giờ, khung giờ hoàng đạo, ông này bắt đầu mua ròng trở lại. Đúng không ạ? Ok, bắt đầu ông này là mua ròng và suy cho cùng, cuối cùng á, ông kéo cái hoạt động mua ròng cuối phiên lên ha. Như vậy tiếp tục là nước ngoài nó đang kéo dài một cái chuỗi mua ròng, tuy nhiên bắt đầu nó có một cái dấu hiệu là khựng lại đà mua ròng rõ ràng. Đúng các bạn? Tại vì trước đó là ngày hôm qua là các bạn thấy mà, ông này ông mua ròng là 900 tỷ nè, là cái hành động mà tây mua ròng và cái hai cái lý do mà thị trường nó kéo tăng điểm lại ngày hôm qua là các bạn đã biết rồi đúng không ạ? Các bạn coi rất kỹ video này nha. Ok. Thì ngày hôm nay tiếp tục nè mọi người. Thì cái hoạt động này á là mình thấy hiện tại là cũng có những cái lý do chân chính thôi. Thứ nhất là cái câu chuyện mà của giờ tuần này có ba cái thông tin rất là quan trọng nha. Là cái câu chuyện thứ nhất là gì ạ? Đấu hàng phái sinh nè, rồi quỹ cơ cấu nè, và đặc biệt đó là cái thông tin gì mọi người biết mà, CBA của Mỹ nè, và cái thứ hai rất là quan trọng đó là thông tin của Fed, nâng lãi suất hoặc là cái động thái của Fed trong thời gian sắp tới. Ok à? Rất là hay đúng không mọi người? Ok. Thì mọi người nhớ nha, bấm quả chuông bên cạnh liền ha. Đó, nhắc mọi người cho mọi người quên á, rất là nhiều người coi mà mọi người quên nha. Bấm quả chuông, bấm đăng ký mọi người ạ. Và chia sẻ cho người thân bạn bè của mọi người nha. Và giúp cho Thái là thật sự đạt được 10 đến 20.000, 30.000 lượt subscribe. Bởi vì Thái tin chắc một điều á, những cái gì mà Thái cố gắng trao đổi rất là logic và khoa học như thế này, nó sẽ giúp được cho mọi người cái hành trang mọi người đầu tư nha. Ok, bắt đầu nè mọi người. Các bạn cùng nhìn nhận lại ha. Ngày hôm nay á, thì thị trường Mỹ tối hôm qua các bạn, Dow Jones là tăng 0.3%. Thì thật sự có những thời điểm là cái chỉ số phái sinh của Mỹ á, nó tăng đến là 700-800 điểm luôn ha, 700-800 điểm, nhưng mà sau đó nó bắt đầu nó cục đầu, nó quay đầu trở lại ha, gặp áp lực bán. Và cái chỉ số mà châu Á ngày hôm nay đã vừa đóng cửa xong á, thì thật sự riêng khu vực châu Á thì tiếp tục những hoạt động là nó cầm chừng và nó xanh điểm, chứ thật sự không có gì cả ha. Trong đó là có KOSPI Hàn Quốc, rồi Đài Loan cũng tăng điểm, Hang Seng cũng tăng, Nhật Bản tăng. Các bạn nhìn cái này các bạn sẽ nhìn rất là rõ nè, đây cũng là một trong những tín hiệu cực kỳ chuẩn ha. Là sao ạ? Đồng đô la Mỹ, tức là sau cái hoạt động mà Thái Ngô có vẽ cái mẫu hình này nè, là mẫu hình cái nêm. Và khi mẫu hình cái nêm nó diễn ra đó các bạn ạ, thì cái gì ạ? Rõ ràng là đồng đô la suy yếu. Và các bạn đơn giản thôi, trên kênh YouTube, trên cái kênh YouTube của Thái á, và trên group VIP của Thái nha, cũng có rất là nhiều anh chị ở Nhật Bản, những anh em, bạn bè, những anh em xa xứ làm việc bên đó ha. Thì các bạn thật sự khi mà đơn giản mình nhìn cái chỗ này nè, là mình sẽ biết là cái gì ạ? Cái tỷ giá hối đoái giữa ông Nhật với là ông Mỹ á, nó bắt đầu là cái tiền Nhật nó có giá trở lại ha. Thì cho nên là những người mà thật sự đầu năm các bạn rất là khó, tại vì cái chỉ số mà đô la nó tăng vùng vút như vậy mà lập kỷ lục các bạn, thì vô hình chung là những đồng tiền khác, quốc gia khác bắt đầu nó xuống giá ha, tiền nó bị rớt giá các bạn. Cho nên là những người mà làm ăn xa xứ á, rất là khổ ha. Đó, nhưng mà đến giai đoạn hiện tại thì bắt đầu nó đang có một cái sự điều chỉnh trở lại ha. Rồi nhìn vào hoạt động ngày hôm qua nè, các bạn nhìn vào mẫu hình đấy nè ha. Ồ, mình còn nói cái vụ này á ta, gặp kháng cự mình không bán thì cái ông hàng xóm cũng bán nè. Thì rõ ràng bây giờ nó đang tạo thành một cái vùng, có lẽ là ông này được một cái á, là ông này ông, tại sao các bạn biết mà, ông đang hình thành một cái vùng, có lẽ ha, mình đang nghĩ là nó sẽ đợi chờ những cái thông tin của Fed ra nè, hình thành thành một cái vùng cân bằng ha. Nhưng mà ít nhất là có một cái hoạt động tăng giá rất là nóng, rất là mạnh trong suốt giai đoạn vừa qua, tức là Dow Jones các bạn ạ. Tính ra Việt Nam cũng tăng giá, nhưng mà nếu nói về cái hành động giá, so cái hành động giá hiện tại là nó chưa vượt qua được những cái đường EMA rất là quan trọng như là EMA 50, EMA 200, EMA 100 nha. Đó, mấu chốt vấn đề chỗ này nè, rất là hay đúng không? Ok. Thì bây giờ là chúng ta nhìn nhận lại ngày hôm nay ha. Đa phần là ngân hàng xanh điểm nè, hóa chất nè, nước khí đốt nè, kim loại nè. Thì sáng ngày hôm nay thì Thái Ngô có nói với mọi người rồi. Đây. Thật sự nha, ngày hôm nay thì cái quan điểm của Thái Ngô á, thì vẫn cập nhật cho mọi người thêm những kiến thức trong phiên, và bên cạnh đó là những cổ phiếu mà tại sao mà mình có mở điểm mua hoặc là thăm dò hoặc là đang nắm giữ á, thì Thái Ngô sẽ cố tình cố gắng làm sao mà mình thổi, mình lồng ghép vào.
Tại vì mình không phải là một cái môi giới, cho nên là cái hoạt động đầu tư của mình nghĩ gì, mình đầu tư cái gì, mình có kiến thức gì, mình đều chia sẻ với tất cả những anh chị trong group VIP đàng hoàng nha. Ví dụ như là trên cái khắp tất cả mọi ba miền luôn các bạn, đầu tư thật sự nó rất là nhiều cơ hội, nếu mà khi thị trường vào pha tăng rất là nhiều cơ hội, bình tĩnh không có gì cả. Và dạ, món ăn mình ghét nhất trên đời này, mình thù nhất cái vụ mà lùa gà, lùa vịt, lùa ngỗng đó các bạn. Hằng hà sa số cơ hội trên cái thị trường chứng khoán này, không mua được cổ phiếu A thì có cổ phiếu B, cổ phiếu C, cổ phiếu D, cổ phiếu E, cổ phiếu F các bạn ạ. Đừng có tin bất cứ cha con ông nào chứ nha. Rồi thì ví dụ như là mình thấy là đưa ra là nhóm thì quá trời nhóm dẫn dắt là những cổ phiếu nào, mình phải biết tại sao mình mua các bạn ạ, để mình chọn rồi mình phù hợp với nó nha. Tại vì có những người là khẩu vị là thích dầu khí các bạn, có những người khẩu vị là thích heo. Tại vì ví dụ như là họ thích bắt đứt chẳng hạn, rồi người ta thích là dòng bán lẻ nè, người ta thích ông tài đúng không ạ, rồi người ta thích rất là nhiều, mỗi người một cái khẩu vị. Cho nên là quan trọng là khi mà những cái khẩu vị đó mà nó có những cái món ăn nó xuất hiện mà nó hợp gu á, là mọi người cứ cầm đũa mọi người gấp thôi, rất là đơn giản à. Chứ đừng có phải là nghe người ta nói rồi all in một cục rồi đem hết tất cả đánh cược vào, cái đó là đang đi đánh bạc trên thị trường này chứ không phải là đầu tư mọi người ạ. Thì thật sự á, thì Thái Ngô sẽ đưa ra những cái này. Tuy nhiên Thái Ngô vẫn khẳng định với mọi người một lần này nữa nha, là tất cả những cái gì mà giao dịch trong thị trường này nó đều mang cái câu chuyện là xác suất thống kê, rất là khoa học nha. Vì mình là học, các bạn biết là xác suất rồi, cho nên là quan trọng á, là mình chọn phe nào thôi. Và quan trọng là mình cover, và khi mà dạ, cái hành động mình mua á, mình quản trị rủi ro như thế nào nè, mình đi từng bước một hay không nè ha. Đó là phải từ từ, nó phải bình tĩnh nè, nó phải sẽ bền vững. Nhưng cơ bản là vậy thôi mọi người ạ. Chứ bây giờ mua on in cũng trất quốc luôn. Tại vì sao? Cái thị trường nó biến động liên tục mà không thăm dò cũng chả được. Vì sao ạ? Tại vì trong giai đoạn hiện tại là thị trường nó đang trong một cái giai đoạn là đi thành một cái đặc tính của nó rồi ha. Không mua thì là chảy nước miếng, mà mua cao thì là chảy nước mắt. Như vậy là chỉ có một cái hành động là gì ạ? Coi thử là cổ phiếu đó vào form hay không, nó đạt điểm mua thăm dò hay không, thì cứ phép thăm dò trong cái vùng giá đó. Và quan trọng là cái nhóm ngành đó đó, nó có một cái câu chuyện của giờ triển vọng của đầu năm tới hay không, hoặc là 1-2 tháng tới hay không, một quý tới hay không, hoặc là dòng tiền hiện tại có vô cái group, cái nhóm đó hay không nha. Thì ít nhất là mình có một cái bệ đỡ các bạn ạ. Thì khi mình mua mình sẽ biết được là tại sao mình mua, cái lý do ABC như vậy, thì cái khẩu vị mình nó sẽ định hình lên nè. Rồi thì Thái Ngô có chia sẻ là cái cập nhật kiến thức thực chiến nè, tại sao mình mua cổ phiếu này nè, mẫu hình sao nè. Ví dụ như có những thời điểm á, mình gấp, hoặc là có những thời điểm là mình giải thích như vậy nè ha, nhưng mà sau đó mình sẽ cố gắng là đưa ra những cái hình ảnh rất là trực quan để cho mọi người tham khảo. Tại vì mình không muốn bất kỳ ai trong thị trường này, và đặc biệt nếu mà có hữu duyên biết đến mình nha, nằm trong group VIP của Thái nha, là làm sao làm ơn á, là mọi người phải có được những kiến thức là ít nhất là nó đỡ hơn mọi người phải nói thật. Bây giờ mọi người có nói Thái là dạy khóa học chuyên sâu, thật sự là mình không có thời gian luôn, đến ngày hôm nay là chưa kịp ăn cơm luôn. Nhưng mà mình nói rồi, thật sự mọi người phải biết được những kiến thức cơ bản. Mình phải làm, mình tra tấn mọi người hàng ngày trong cái group này luôn ha. Có những cái gì mình chia sẻ lên, chia sẻ xuống, tại vì nó là một cái quá trình đi lâu dài các bạn ạ. Mình bảo đảm ai mà cố gắng chịu khó nha, sẽ rất là ổn sau này ha. Rồi thì bây giờ là cái quan điểm của trưa ngày hôm nay, thì Thái Ngô nói là có lẽ là ông này hình thành nên một cái vùng đệm là 1030 đến 1065. Và rõ ràng, thật sự các bạn ạ, thì đây chính là hai kịch bản nè. Kịch bản thị trường là 1030 cộng trừ, thì đâu đó hiện tại là ông này ông đang dừng chân ở cái kịch bản này rồi ha. Kịch bản này. Ok, mấy phút cuộc đời rồi các bạn ạ? Rồi ok, tiếp tục mọi người ạ. Đây, nhớ nha mọi người nha, bấm nút đăng ký nè, chia sẻ video cho Thái ha. Bấm nút đăng ký đặt bật qua chuông bên cạnh nha. Rồi, làm mồ hôi sôi nước mắt luôn đây, rất là khan giọng luôn á, mà dành thời gian lên đây liền. Thì các bạn nhìn lại câu chuyện nha, ngày hôm nay các bạn thấy trong lòng thị trường á, nó có một cái hiện tượng là những cổ phiếu penny chạy nha các bạn nha. Thì thông thường mà những cổ phiếu này chạy á, thì người ta hay nói là gì đầu sống đuôi sống rồi vân vân, có nghĩa là blue chip đi rồi tới giờ phân khúc giống như là thượng tầng rồi trung tầng và hạ tầng đó bạn ạ. Đó thì bắt đầu giống như là những ông này ông chạy thì người ta cứ đặt quan điểm đó thì giờ cuối sống nha. Nhưng mà mình thì không có quan điểm đó, thật sự mình phải xem thử là có lẽ là các bạn biết mà, có những khi á, khi thị trường nó dao động trong một cái vùng đi ngang á, mà những cổ phiếu bắt đầu nó giờ những cổ phiếu lớn, những cổ phiếu blue các bạn, nó cần thời gian để nó hấp thụ lực cung lực cầu chẳng hạn nha, thì rõ ràng là dòng tiền nó cũng phải bủa qua những cái cổ phiếu khác để người ta tìm cơ hội. Đó là cái sự vận động liên tục trong lòng của thị trường thôi ha.
trong lòng thị trường. Còn về để xác định mà thật sự thị trường có lũng có ấy hay không á, thì quan điểm góc nhìn của mình hiện tại á là mình nói thật sự quan điểm của mình nha, là hiện tại thị trường này vẫn còn cuộc chơi được. Tại sao các bạn biết không ạ? Tại vì á, đây nè, cái kiến thức thực chiến ngày hôm qua mình chia sẻ với mọi người nha, ít nhất khoảng 2 hoặc là 3 phiên ông này phải lấy được cái đường trendline này cho mình nè. Đó, đây là kiến thức mình chia sẻ với mọi người ha. Nhưng mà bên cạnh cái đường trendline thì các bạn còn một cái rất là quan trọng, đó là câu chuyện của gì ạ? Nền giá các bạn ạ. Ok nha, nền giá rồi. Ok, để mình xem này tí đó. Rồi, mọi người thấy rõ không ạ? Ở đây nè mọi người, đó. Thì nhưng mà nó còn một cái điều kiện thứ hai nữa là ông này được thành một cái bệ phóng, tức là một cái nền móng đó các bạn. Thì vô hình chung nó sẽ hình thành một cái lối đánh như thế này nè, đây. Nó sẽ tạo thành một cái mẫu hình tam giác chỗ này nè các bạn. Và thông thường các bạn nha, cái mẫu hình tam giác thông thường nó sẽ là một cái mẫu hình theo trạng thái tiếp diễn xu hướng trước đó. Tức là sao ạ? Các bạn phải hình dung được câu chuyện nha. Là ông này trước đó là một cái xu hướng tăng, thì nếu trường hợp chỗ này á, cái mẫu hình tam giác này nó không bị phá vỡ cấu trúc á, mà nó không phải bị phá vỡ cấu trúc xuống á nha, mà nó vẫn bật tăng lên á, thì rõ ràng là cái quy tắc ước lượng giá nó sẽ hình thành thêm một cái gì ạ? Cái vùng giá tăng tiếp tục. Như vậy là chúng ta sẽ có một cái khoảng bệ đỡ, tức là quanh vùng giá khoảng 1020-26, tức là ngày hôm qua đó các bạn. Ok à? Và hành động hiện tại là gần như thị trường nó đang tạo trong một cái xu thế là giờ sideways và đi ngang nữa các bạn, mà nó đang nén chặt lại nha. Thì thật sự mà nói ở những cái khu vực này á các bạn ạ, bên cạnh đó có một cái yếu tố, tuy nhiên thì nó được một cái tích cực chỗ này nè, là cái đường EMA 20 và đường EMA 50 hiện tại nó đang nâng đỡ quanh vùng giá khoảng 1012-1015. Đây, thì đây là các bạn sẽ nhìn nó rõ hơn này ha. Vào cái thời điểm được trước là VN Index này mọi người, mình nói cho nó kỹ tại vì cái tính mình nó rất là kỹ ha. Ví dụ như thời điểm trước là ông này ông bật tăng trở lại vùng giá khoảng 1095, thì y như rằng ngay dưới mũi tên này các bạn thấy không ạ, là ngay cái vùng dao găm là ông này bật giảm. Và sau đó hiện tại là ít nhất đến thời điểm hiện tại là cái vùng giá này nó đang chạm lại khu vực kháng cự ở trên là 1062 đến 1065 nha. Và ở dưới á, là trên thì là kháng cự và dưới là hiện tại đang hỗ trợ. Như vậy vô hình chung nó sẽ tạo thành một cái gì ạ? Cái vùng đệm. Thì cái vùng đệm này gần nhất là 1016 các bạn nha. Thì vô hình nó sẽ có hai cái đoạn giá. Một á, mà nó thủng 1026 thì mình nghĩ là cái lực bán như vậy mà nó mạnh, ví dụ nha, thì nó sẽ lại về dưới này. Còn nếu mà thật sự nó không á, nó bật qua 1062 là cực kỳ đẹp. Ông này sẽ tiếp tục là chinh phục lại những mốc cao hơn. Trước mắt là 1100 nha các bạn nha. Xa hơn nữa thì có lẽ là nó sẽ lại về cái khu vực của đường cản trên này nè, tức là cái vùng 1160-1158 đi ha. Đó, tức là ok, nó tầm tầm cái vùng giá như vậy thôi. Nó mang tính chất tương đối các bạn nha, tức là về lại 1150 cộng trừ chẳng hạn vậy ha. Ok, và thông thường các bạn nha, thì cái gì ạ? Cái hành động lúc này á, đây là cái tuần thứ hai sau cái tuần tăng điểm rất là mạnh. Thường trước này cái cây nến như này nè, thì gần như là ông này ông test lại 1/2 rồi các bạn. Đây, 1/2 thằng nến. Thì trong nguyên tắc về kỹ thuật á, thì đa phần nó lấy lại 1/2 cây nến này thì mình nói là đa phần thôi nha, thì nó thường là có một cái hành động là tiếp tục là nó giờ dạng như nó retest các bạn. Tại vì trước đó là một phiên tăng điểm rất, một tuần tăng điểm rất là mạnh rồi, cho nên cái kịch bản của gì ạ? Của xu hướng tăng, xin lỗi mọi người, của cái xu hướng của cây nến mà cái động lực tăng giá nó vẫn còn có nha. Nhưng mà nói đi cũng sẽ nói lại cho các bạn nè, các bạn sẽ thấy được cái điều này nè, là tại sao giai đoạn hiện tại thị trường nó khó, nó phải có lý do nè. Vì bật tăng lên một cái vol ok, nhưng mà cái phiên giảm điểm á, nó lại gì ạ? Nó lại test trở lại một cái cây nến là tương tự như vậy nè, nó trả lại hết trơn cái khối lượng nè, cho nên là nó thể hiện cái gì ạ? Cái áp lực bán và cái tâm lý bán của nhà đầu tư trong một tuần vừa qua các bạn nha. Đó, là nó liên tục thể hiện được cái trạng thái này. Rất là đơn giản khi bạn nhìn trên cái câu chuyện này ha. Rồi, thì đó là cái câu chuyện góc nhìn của thị trường. Thì khi mà thị trường nó đang vận động như vậy á, thì á, mình thấy rồi. Một nha, là các bạn, đối với những ai mà thật sự là thứ nhất thì được một cái tích cực là vẫn còn là trên đường EMA các bạn ạ, 20 và 50, cho nên là rõ ràng trạng thái thị trường hiện tại là mạnh thì có mạnh đó nha. Rõ ràng. Còn về cái cách mà các bạn mua bây giờ thì chắc có lẽ là giống như quan điểm của Thái Ngô nói á, là mua thì là thăm dò thôi. Thăm dò có nghĩa là
chấp nhận là khi nó đang ở một cái biên giá dưới hoặc là nó gần gần đó các bạn, nó chưa có cây bùng nổ ha, thì các bạn là mua những cổ phiếu đó. Và khi các bạn thăm dò thì 15-20% thôi, một hoặc là 1/3 cái lệnh các bạn tính mua, ví dụ vậy. Và khi mà thật sự nó có một cái điểm mua tiếp theo các bạn mở thêm ha. Đó là cái cách mua. Còn khi nó sai các bạn quản trị cho cái rủi ro đó, là có nguyên tắc giao dịch hàng ngày ha, mình chia sẻ cho mọi người hết trơn. Rồi. Ok thì đây chính là những thông tin mình chia sẻ trên group VIP hàng ngày nè mọi người. Ok, hành động cụ thể nè, rồi về cập nhật kiến thức nữa ha. G hoặc là cổ phiếu GVR. Rồi. Bây giờ là chúng ta sẽ đi vào, vì không có thời gian ha, cho nên là Thái Ngô sẽ đi vào những cổ phiếu mà Thái Ngô đang quan tâm nha, và những cổ phiếu gọi là nhóm tiềm năng thôi. Thì mọi người nhớ nha. Ok, bấm một nút đăng ký nè, bật qua chung bên cạnh nè ha. Rồi, bây giờ là mình sẽ đi vào luôn vấn đề những cái cổ phiếu mà mình quan tâm. Ví dụ như hiện tại là cái nhóm về ngân hàng nha, CTG. CTG thật sự để mình xem nha. Ok, mình sẽ quan tâm một cái nhóm banh chẳng hạn. Nhóm banh thì có CTG là cổ phiếu Quốc Dân. Quốc Dân như vậy thì ông này thì bản chất ông này mạnh, mình khẳng định. Tại sao? Tại vì các bạn thấy mà ông này ông giao dịch trong một cái kênh giá như thế này nè ha. Và rõ ràng trong cái kênh giá thì người ta sẽ mua hỗ trợ và ta sẽ bán kháng cự các bạn ạ. Thì rõ ràng là ông này có khả năng rất là cao là sẽ tiếp tục là tích cực á. Ông sẽ chinh phục lại những mốc đỉnh như là quanh khoảng 29.5 các bạn ạ. Đó. Thì cái ba rem này á, đây nè mọi người, cái hành động á là giá lúc này nó, cái khối lượng gần như nó đang kiệt quệ nha, nó đang kiệt dần. Thì thông thường á thì mình nghĩ nha, cái chỉ cần mà cái xung lực mà tăng giá mà nó quay trở lại thì cái việc mà nó kéo trở lại vùng giá 29.5 30 là rất là cao. Thì các bạn, đối với những ai mà thật sự có khẩu vị dòng banh á, mà dòng mà thật sự cổ phiếu này là cổ phiếu mạnh, thì các bạn hãy nên chọn trong những cái phiên mà nó rung lắc á, tức là bây giờ các bạn có thể là nhặt hàng ha. Nhặt hàng có thể là tham gia cũng được, và để xem là ông này khi ông vượt qua cái đỉnh này nè thì rất là khả năng cao là ông này sẽ còn một cái nhịp. Thông thường khi mà nó vượt những cái đỉnh á thì nó sẽ đi thêm khoảng là 15-20% nữa, các bạn nhớ nha, lưu ý nha. Rồi, thì đây chính là cổ phiếu mà mình quan tâm. Hoặc là cổ phiếu về STB thì nó hơi, STB thật sự là cổ phiếu mạnh ha, vẫn tiếp tục là khá là bá đạo. Còn về cái điểm mua hiện tại nó không có các bạn ạ, nó không có. Thật ra cái điểm mua ngày hôm qua là điểm mua đẹp nè, đối với những ai mà thật sự là chấp nhận những cái nền giá mình vừa nói như bên CTG đó các bạn, thấy không ạ? Không mua á, cái bắt đầu nó bật tăng lên đây, đúng không ạ? Nó bật tăng xong rồi nó làm thêm nháy, mình ví dụ nha, nó làm thêm nháy như nó bắt đầu là nóng ruột nóng gan 15-20% nữa, nó rách đỉnh cũ, nó về lại những vùng trên này nè, đó thì bắt đầu lại là khó chịu. Cho nên là ít nhất là sao ạ? Là khi các bạn là cảm nhận như cái nền giá nó có, các bạn tham gia liền, thăm dò liền ha, cho nó an toàn, cho nó ok. Chứ khi mà các bạn không thăm dò khi có cái nền giá thì nó rất là khó giao dịch trong lúc này. Mà miễn cái nền giá nó làm sao nó nằm trên được trên line nha là ok. Rồi, đó là cổ phiếu banh. Hoặc là mình có nói là mọi người có thể là quan tâm cổ phiếu là VB Bank, tức là trong vùng giá khoảng là 17 này là các bạn có thể là mua mới chẳng hạn. Và khi nó vượt qua cái vùng giá khoảng là 17.5 vol vào rất là lớn, 20 triệu trở lên, các bạn mua thêm. Đó. Và các bạn sẽ đặt quản trị rủi ro là dưới giá 16 ha, rất là đơn giản. Rồi SSA thật sự mình thấy là ông này á, ổng có một cái nền giá chứ không phải là không ha. Và ổng đang hiện tại là đang đóng nấy được trên cái đường EMA 10. Và rõ ràng là đối với những ai mà thật sự các bạn mạo hiểm á, thì các bạn đó thật sự nha, tại vì cái chỗ này là không khuyến cáo, mà đối với những ai mà thật sự mạo hiểm là các bạn đã mua giá rồi á, hoặc là các bạn mua giá rung lắc, giá đỏ gì đó ha, thì nếu mà trường hợp nó có vượt qua cái vùng giá khoảng 21 thì chắc có lẽ là nó sẽ đi thêm được một nhịp nữa đó. Gần nhất là nó sẽ về lại, mình nghĩ là về lại vùng giá khoảng là 24 ha, đối với lại cổ phiếu của SSA. Nhưng mà các bạn phải đặt một cái quan điểm là chặn lỗ ở đâu, thì các bạn sẽ đặt chặn lỗ ở dưới vùng giá 19 thì như vậy thôi, hoặc là thủng cái đường giá là 19.5 chẳng hạn, các bạn sẽ bán rất là dễ ha. Chỉ còn cách đó thôi bạn ạ. Rồi đó là dòng chứng khoán, ví dụ như là SSA rồi VND. VND hiện tại thật sự là cổ phiếu này có cũng khá là mạnh thật sự. Còn về cái vùng mua thì mình lại thấy nó không biết sao, nó đang chạm kháng cự rồi, nó chỉ phù hợp đối với những người cầm thôi, phù hợp người cầm thôi nha. Còn cái rõ ràng là hôm qua mình nói với mọi người thì đây nó sẽ đang trong một cái trạng thái là cái hộp giao dịch các bạn, cái hộp giá ha. Nếu mà thật sự cổ phiếu mà nó mạnh á, là nó sẽ đi theo một mạch, nó sẽ kéo về lại những vùng trên này. Còn mà nó gặp kháng cự nó không á, thì nó vô chung nó sẽ test lại những vùng dưới này, thì các bạn sẽ mua thăm dò ở những cái nền giá thôi các bạn.
Ok ha. Cơ bản là như vậy ha. Đó là dòng bất động sản. Bất động sản thì hôm nay thật ra là mình quan tâm đối với đầu cơ là ông TCH nè, nhưng mà thật sự nói với mọi người luôn là tính cho mọi người mua rồi, hồi sáng là ra tự nhiên mở mắt ra là nghĩ ông này liền, nhưng mà thật sự là làm việc nó nhiều cái bắt đầu là tự nhiên quay ngang ông này coi hai ông luôn, tại vì ông cha với ông mẹ là cha với con TCH và HHS các bạn ạ. Thì y như rằng là ngày hôm nay là những cổ phiếu này nó nổ vol, thì có lẽ là cái sự kỳ vọng là ông này khoảng tăng khoảng 15-20% sau hiện tượng nổ vol ha, để xem hàng về như thế nào ha. Thì đối với những ai cầm thì mình nghĩ là vẫn tiếp tục cầm được, và ông này sẽ có khả năng rất là cao sẽ kéo thoát ra khỏi khu vực mây nè, và khi ra khỏi mây và nó đi thành một cái nền giá hoặc là nó từ từ nó xây á, nó tăng á, thì khả năng rất là cao nó sẽ test trở lại những vùng trên này là có đó các bạn, tức là vùng giá 5.1. Ok không? Rồi, đó là cổ phiếu của HHS. Ngày hôm nay cũng có rất là nhiều cổ phiếu đầu cơ nổ vol. Thì cái nhóm tiếp theo mà Thái Ngô quan tâm đó là gì ạ? Nhóm đầu tư công là VCG nè. Ok, VCG thì lý do tại sao mình nói mua rồi thì mẫu hình là vai đầu vai, và hôm nay là vai đầu vai ngược, và ông này ông test trở lại vùng giá này với một cái vol ổn ha. Thì đối với những ai mà chưa mua thì các bạn có thể là tham gia những vùng giá như vậy cũng được, và các bạn sẽ đặt chặn lỗ vậy thôi. Tức là canh giá đỏ mua các bạn gom dần dần ha. Rồi HBC, ok, cái câu chuyện của HBC nè mọi người. HBC thì có rất là nhiều người ha. Ngày hôm nay là sao ạ? HBC thì cái câu chuyện mà ông Lê Viết Hải này, ông nghĩ nó cũng chả liên quan liên đới gì các bạn ạ, nhưng mà cái tâm lý nhà đầu tư rất là lạ như thế này. Hiện nay nè, ông Lê Viết Hiếu, ông này có trả lời là hiện nay ông Lê Viết Hiếu, tức là con trai ông Hải á, tức là con trai của ông á, thực hiện quản lý điều hành chức danh là phó tổng giám đốc thường trực. Như vậy thì hơi có bất tiện trong việc quản lý điều hành công ty, thành ra là tôi phải rút lui để tôi đào tạo điều kiện cho Hiếu làm tổng giám đốc. Đơn giản là cái câu chuyện của gì à? Hậu bối lên thay tiền bối ha. Ok. Bên cạnh đó thì các bạn cũng có một vài cái thông tin nó cũng khá là các bạn cũng biết, trong ngày hôm qua thì Thái Ngô có đưa ra một vài thông tin mà hai cái lý do mà cổ phiếu hoặc là thị trường nó kéo điểm trở lại ha. Thì bên cạnh cái câu chuyện mà lãi suất giảm nè, rồi nới room tín dụng nè, rồi tín hiệu chính sách tiền tệ vân vân, thì các bạn có thể là những người đọc tin tức rất là nhiều hơn mình rồi, nhưng mà mình sẽ đưa ra những cái quan điểm, những cái góc nhìn cho mọi người tham khảo thêm ha. Ok, thì có một cái điều như thế này các bạn cũng lưu ý á, là có một cái câu nói của một cái người chị trong cũng làm về ngân hàng trong group của Thái ha. Nói câu này rất là vui và rất là hay. Đó là nhiều khi mình nghe nghe vậy thôi, nhưng mà phải lên TV các bạn mới nhận được, chứ không phải là ở ngoài thực tế thực địa nha. Thì chỗ này cũng rất là rõ ràng là mọi người, bởi lẽ các ngân hàng khi cho vay á, họ cũng còn phải cân nhắc đến yếu tố là anh là ai, anh có khả năng trả nợ hay không, rồi anh có gì à, anh có cái gì mà thế chấp hay không, xử lý tài sản nếu trường hợp mà anh bị nợ thì sao, đúng không ạ? Chứ đâu phải là nói chuyện khơi khơi cái bắt đầu người ta cho mình mượn đâu mọi người ạ. Nó không phải là vậy ha. Cho nên nhiều khi mọi người đọc tin tức cũng phải phải xem xét yếu tố đó. Thì từ đây đến chắc mình nghĩ là trong tuần này nó sẽ khá là rén, vì bản chất dòng tiền ngày hôm nay nó cũng rén mà. Dòng tiền ngày hôm nay đâu đó chỉ có khoảng là khối lượng là khoảng 793 tỷ, xin lỗi mọi người, 793 triệu cổ phiếu, và giá trị càng ngày là càng tăng mức độ thanh khoản, xin lỗi mọi người, cái giá trị thanh khoản là gần như 13.750 tỷ ha. Ok. Dragon Capital có thể là đỉnh điểm sự bi quan đã đi qua. Thật ra khi mà mấy ông này ông không nói thì mình lại không ngại, nhưng mà ngại nhất là khi mấy ông nội lại bắt đầu ông đưa ra quan điểm, mà đặc biệt là những quan điểm mà tích cực hoặc là quan điểm tiêu cực á, thì nó lại ảnh hưởng đến cục diện của trận đấu ha. Sợ mấy ông này ông tóc đuôi đuôi ngựa đuôi dài gì đây đó. Thì đó là tiếp tục quay trở lại vấn đề là những cổ phiếu mà Thái Ngô quan tâm là VCG rồi phải không, C2 nè, CI thì thật sự ngày hôm nay là có đưa ra quan điểm là mọi người có thể là tham gia được, thăm dò được, ít nhất là ông này ông vượt cái đường trên la chỗ này chẳng hạn, rồi sau đó ví dụ như một ngày đẹp trời nữa là nó vượt vùng giá 15V vào rất là to quyết liệt thì mua thêm. Tại vì hiện tại là ông này ông không bị, ông không có gì à, không có nền giá đây nè, mình chấp nhận mình mua vậy thôi các bạn, mình tham gia, và mình đang nghĩ là ông này tạo thành một cái mẫu hình tam giác á, ông bật thoát thì mình múc thôi, đơn giản là vậy. Và khi trường hợp mà ông red qua vùng giá khoảng 15 và đạt điểm mua tiếp tục thì mình sẽ mua thêm, và một điểm mua sau cùng là khi nó red qua cái vùng giá này để nó về là những vùng cao hơn chẳng hạn ha. Đó, còn về CI thì ông này ông đánh đầu cơ và ông liên quan đến câu chuyện của đầu tư công và bất động sản, thì mọi người lưu ý ha. Đó. Tuy nhiên thì cứ thăm dò thôi mọi người, bây giờ chả biết,
Bây giờ mọi người cứ đem mình ra xử bắn rồi mình cũng nói khẳng định với mọi người luôn ha. Thị trường nó là như vậy thôi, và quan trọng là mình thấy cái tố chất cái câu chuyện nè, thấy tố chất của nhóm ngành, thấy tố chất của cổ phiếu nha. Mình định lượng xong tất cả rồi, cái cuối cùng là nhấn enter và quản trị rủi ro xong. Chỉ đơn giản vậy thôi, nói thật. Tiếp tục là một cái cổ phiếu nhóm dịch may là Gil. Gil thì ok, ông này tạo thành một cái nền giá mình thấy cũng đang ổn ha. Một cái vùng giá chỗ này cũng đang vượt qua những đường trên line, cũng đang nằm trên những đường EMA cần thiết. Thì ok, là ngày hôm nay là cũng có nói với mọi người là, một là mọi người mua quanh vùng giá khoảng 26.8 cộng trừ khoảng 2-3%, nếu trường hợp nó tăng giá dao động á thì các bạn có thể lấy vị thế ông này trước, và khi trường hợp ông này vượt qua vùng giá khoảng 30 số tròn là mua thêm. Ok à. Rồi tiếp tục quan sát Gil rồi ông HAG. Thật ra may mắn là HAG chưa mua, nói thiệt, nhưng mà mình sẽ để ý ông này nha, để ý ông nội này. Ông HAG đấy các bạn, nếu mà thật sự ông HAG ổng xấu á, ổng khùng khùng liên điên á, mà ổng đạp thêm nháy nữa, ổng test trở lại những vùng giá ví dụ như là 0.382 thì chắc có lẽ là ổng sẽ test lại những vùng giá như 8.2, à xin lỗi mọi người, 8.5 ha. Thì để xem là cái hành động giá này nó sẽ như thế nào, nhưng mà bản chất là bắt đầu thấy hiện tượng đang cố gắng là vượt qua mây rồi nè. Và mình cũng, đó là nói về câu chuyện kỹ thuật, nhưng nói về cái câu chuyện về doanh nghiệp, câu chuyện về triển vọng ngành thì mình lại đánh giá cao cái trạng thái này. Để mà khách quan các bạn sẽ kể một cái đường trendline như thế này nè, đó chắc có lẽ là sắp tới giai đoạn á, nếu có một ngày đó đẹp trời mà ông này cũng bứt thoát qua thì mình nghĩ là nó sẽ kéo lại những vùng giá như là 10.x đến 11 ha, trước mắt, và nó vượt vùng giá này thì nó có khá là nhiều triển vọng. Để xem, ở đây thì có một cái cây nến là được mua vào ngày 6 tháng 12, vol khá là quyết liệt, nhưng mà sau đó là cái hành động nó bị bán trả ngược lại các bạn thấy không ạ, bị bán trả ngược lại ha. Thì vô hình chung là ông này sẽ tạo thành cái áp lực nhất định rồi. Ở đây là một cái nền giá nè, đó cái nền giá nè, giống như một mô hình tam giác các bạn thấy không ạ. Thì ông này sẽ đi sập sình trong vùng giá này. Về quan điểm của mình là về hỗ trợ thì các bạn có thể là bốc thử ha, thăm dò, khi nó bật thoát mô hình các bạn mua thêm đó. Còn khi nó lũng gãy mà không mấy thì không được mua trung bình xuống khi nó bị sai rồi. Khi sai là phải thừa nhận mình sai, đừng có cái tôi nha, và mình xử lý trên cái sai đó. Rồi Dabeco cũng là cổ phiếu mình quan tâm nha, nhưng mà ông này hiện tại là ông bị bán cuối phiên, nhưng mà bán không có cái lực, nó cũng không bán cao lắm. Thì như vậy chắc có lẽ là cái vùng hỗ trợ ông này sẽ đâu đó là quanh ở đâu 15.5 chẳng hạn, thì chắc có lẽ là cũng nghĩa anh này tí. Dịch may rồi HAH, HAH thấy không ạ? Cổ phiếu vẫn bình thường thôi, tăng điểm rồi nó giảm nhẹ thôi, nó chốt lãi mà các bạn, không cho ta chốt đâu được đúng không ạ? Thì mình vẫn triển vọng là ông này sẽ kéo từ từ và thành một nền giá rất là mạnh. Bây giờ là quanh vùng giá khoảng 33.8, nó từ từ nó sẽ nâng cái nền giá lên các bạn nha. Và ông này đang có dấu hiệu là vượt thoát qua vùng mây nè ha. Thì đối với những ai mà thật sự mà chưa mua hoặc là mua mới thì các bạn cũng lưu ý các bạn có thể mua mới ha. Có thể mua mới và các bạn vẫn đặt cái quy trình cũ thôi, đặt chặn lỗ là dưới vùng giá khoảng là 33 chấm, mình nghĩ là thủng 33 các bạn bán. Thì cái hành trạng này thì rất có khả năng cao là ông này sẽ kéo trở lại những vùng giá như là khoảng 40, 42, 43, quanh đỉnh cũ bên đây nè. Ok. Rồi cổ phiếu của cảng biển nè, dệt may, cảng biển, rồi thịt heo, đầu tư công xây dựng, chứng khoán. Rồi cơ bản đó là những cái cổ phiếu mà Thái Ngô quan tâm ha. GVR, ok, rồi BVH, rồi một cái nhóm cổ phiếu bảo hiểm. Thật ra BVH thì các bạn có thể tham gia được, vì bản chất là ông này ngày hôm nay ông đang nâng nền đi lên và hành động ông test trở lại bình thường ha. Giống như ở đây giống như một cái mẫu hình, mình không nói đây là một cái mẫu hình là cốc tay cầm nha, vì bản chất mọi người đang hiểu nhầm là cốc tay cầm nó phải được hình thành trong một môi trường tăng giá, tức là xu hướng trước đó các bạn ạ. Còn hiện tại nhưng mà để chăm trước giống như một cái mẫu hình là cái đĩa, là cái nó giống gì các bạn, có một cái mẫu hình cái đĩa ha. Còn bây giờ là ok, nếu trường hợp ông này ông bứt thấp vùng giá chỗ này nè, rồi ông lại có một cái đường trên la chỗ này nè, đó chẳng hạn, bứt qua là các bạn có khả năng tham gia được và đặt chặn lỗ rất đơn giản, chứ không có gì phải màu mè hoa lá hẹ ha. Rồi view bảo hiểm BVH được nha. VHC cũng là hành động ổn nữa ha, cổ phiếu nó không có gì cả ha, test trở lại vùng hỗ trợ và kéo cuối phiên, và ông này đang nằm trên cái đường gì ạ, đường xanh, và tiếp tục là ông này sẽ từ từ tàn thôi, vì ông này đang vượt qua cái vùng đường cản chéo rồi,
thì cái hành động mà chỉ cần ông này mà bật thoát mạnh á, thì khả năng rất là cao sẽ test trở lại những vùng giá như mình nói rồi, cứ cầm thôi các bạn, không vi phạm thì cầm rồi ha. VHC ví dụ như bạn là mua quanh vùng giá hôm giờ nhắc hoài á, tức là vùng giá hiện tại luôn á đó, cứ 70, 71, 72, hôm trước như mình còn nói là mua thêm là 72.5 chỗ này nè, mình cứ nghĩ là nó vượt thoát qua các bạn, nhưng mà sau đó nó bị fail à. Nhưng mà rồi nó cũng phải tăng trở lại thôi không ạ. Ok, rồi cổ phiếu là dòng dầu khí là BSR đó, BSR nè. BSR thật sự nếu mà trường hợp tích cực nha, khi nó vượt qua chỗ này nè các bạn lưu ý nha, sắp tới có tình huống này đó. Nếu mà trường hợp ông này một ngày nào đó đẹp trời ông vượt qua là các bạn phải mua nha. Chấp nhận các bạn sẽ enter cái lệnh là khi nó vượt qua vùng giá khoảng 15.2V vào rất là mạnh, từ 11 triệu trở lên, 11, 12 triệu trở lên nha. Thì khả năng rất là cao là ngày hôm nay là mình, thật ra các bạn là tinh ý các bạn có thể là mua thêm ngày hôm nay vẫn bình thường á. Đặc biệt là những ai mà trong group của Thái á, cầm nắm cổ phiếu không bị thủng thì đừng có bán, đừng có bán nha, và cứ tiếp tục cho nó chạy lại thôi các bạn. Ok, và ok các bạn sẽ mua thêm, ví dụ như ngày mai mà các bạn đang cầm hàng á, thì Thái sẽ coi thứ mà hợp lý á, Thái sẽ phát động phong trào cho mọi người mua thêm. Ok à, và cầm nắm thôi, đơn giản nó chỉ là vậy thôi. Thì trước mắt là chúng ta cũng sẽ hết sức là thận trọng trong những cái giao dịch, bởi vì là nó ở đâu trên cái bản đồ giá, và chúng ta sẽ chịu nhiệt bao nhiêu, chặn lỗ bao nhiêu, và lúc đó chúng ta mở mua mới khi nào nó điều kiện tích cực chẳng hạn vậy ha. Thì hy vọng là thị trường nó bài bản, nó tích cực để cho mọi người là kiếm tiền được ok. Và cái nhịp sóng này có khả năng rất là cao á, mà ông này ổn thì sẽ kéo lại vùng giá khoảng là 1150 quanh quanh đó ha, hoặc là cao hơn nữa là 1200. Ok, còn đối với những ai mà thật sự vào trong group VIP của Thái Ngô thì các bạn để lại bình luận, nhắn tin Zalo nha. Và Thái có nói rồi rất là rõ luôn mọi người ạ, cái group này thật sự là Thái Ngô có thu phí là 500.000 trên một tháng, nhưng mà Thái sẽ gọi phỏng vấn mọi người để xem thử là mọi người có thật sự là sao có phù hợp với lại cái tiêu chí của group, hoặc là Thái có phù hợp với phong cách giao dịch của mọi người hay không nha. Thật sự tại vì Thái không có thời gian để chăm sóc hết tất cả mọi người, cho nên là ai mà, hoặc là mọi người dành thời gian coi cái này cũng được, nhưng mà vào trong group thì mình đi cận kề với mọi người được nhiều hơn. Rồi, cơ bản là vậy. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người. Mọi người hãy nhớ nha, bấm nút đăng ký nè, bật qua chuông bên cạnh. Ok, bye bye mọi người nha.